bạn nghe không? Mỗi khi mà nổ lên nó sẽ như kiểu mình đang nẹt bô ấy, mặc dù mình không đạp vào ga các bạn nhé. Mình thử kích hoạt ông xả thể thao này. Hello hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn trở lại với Junior Supercar Vlog nhá. Hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đi chiêm ngưỡng một chiếc xe hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam luôn các bạn nhé. Trước mặt chúng ta là một chiếc Jaguar F-Style 2021 vừa được ra mắt tại thị trường Việt Nam luôn các bạn. Đó, mình đang có mặt tại Jaguar Land Rover Hà Nội tại ngã tư Lê Văn Lương, Khuất Duy Tiến. Và đây là chiếc Jaguar F-Style đời 2021. Đây là chiếc thuộc phiên bản dùng động cơ V6 3.0 lít và công suất của nó là 380 PS và đang có giá bán tại thị trường Việt Nam là hơn 7 tỷ đồng các bạn nhé, hơn 7 tỷ đồng cho chiếc Jaguar F-Style này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi chiêm ngưỡng và khám phá xem chiếc F-Style đời mới nó có gì khác biệt không. Đầu tiên là cái phần đầu này. Cái phần đầu xe nó được làm dài hơn đời cũ các bạn nhé. Nó được kéo dài ra đời hơn đời cũ này. Chuẩn phong cách thể thao cá tính luôn. Và thiết kế bây giờ là hai chỗ ngồi. Đèn pha này các bạn này. Đây mình sẽ sang bên này nhìn rõ hơn này. Cũng đèn pha LED này. Đèn pha LED với dải đèn định vị. Đó, hình chữ Z cách điệu, bên trong có 1, 2, 3, 4. 4 cái bóng LED rất là lớn luôn. Đó, các bạn nhìn này, nó nhìn nó thiết kế thanh mảnh và nó vuốt ngược ra phía sau, nó gần với cái vòm bánh xe phía trước hơn các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta có cái khe hút gió làm mát cho hệ thống phanh này. Và có một chi tiết trang trí hình chữ Z ở đây thì các bạn nhìn, đó hình chữ Z nhá, Z là chữ cái đầu tiên của thương hiệu Jaguar. Lưới tản nhiệt kiểu mới trên những chiếc Jaguar F-Style vẫn phong cách quen thuộc thôi, tuy nhiên nó được làm mở rộng hơn này. Có cái khung viền kim loại bên ngoài, bên trong dạng lưới tổ ong màu đen, logo Jaguar với đầu chú báo vẫn đang nổi bật ở phần đầu xe. Đây các bạn này, logo Jaguar với cái nền màu đỏ nhá. Phiên bản này thì được trang bị cả gói R-Dynamic ngoại thất nên nhìn nó sẽ ấn tượng hơn so với cái phiên bản tiêu chuẩn. Đây nó thể hiện ở cái cản trước các bạn này. Cái cản trước màu đen bè rộng hơn các bạn nhé, nó tạo nên cái điểm nhấn cho phần đầu xe khá đẹp các bạn nhé. Phía dưới nắp capo là động cơ 3.0 lít, công suất là 380 PS, khá là mạnh cho một chiếc xe thể thao nhỏ gọn cá tính như thế này. Đây, chiếc này với gói R-Dynamic thì bộ mâm được trang bị là bộ mâm khá to. Đó, bộ mâm 1, 2, 3, 4, 5, 6 chấu kép, bề mặt bên ngoài màu kim loại rất ấn tượng luôn. Bộ mâm này kích thước 20 inch, lốp 255/35 ở phía trước, đĩa phanh rất lớn ở bên trong và cái cùm phanh cũng có màu đỏ rất nổi bật, thể thao luôn các bạn nhé. Đấy, vỏ mâm này rất đẹp. Má cá thì ốp một chi tiết kim loại này. Và có logo chú báo quen thuộc của Jaguar. Gương chiếu hậu này, trên màu đen, trên màu vàng, dưới màu đen. Ốp sườn hai bên cũng có màu đen. Đây hơi đây, quay góc này các bạn nhìn hướng ngang phần thân xe này, với cái đầu xe được kéo dài và cái cabin nó đẩy lùi ở phía sau. Đây ở góc này sẽ nhìn rất là đẹp này các bạn này, cái phần vuốt, cái đường vai vuốt nó sẽ bó bên trong đây, cái đường vai thì cũng rất cuốn hút luôn, rất hấp dẫn các bạn nhỉ. Nó tạo nên cái vòm bánh sau mở rộng ra nhé các bạn nhé, cái vòm bánh sau nó được mở rộng và tạo nên cái đường vai này các bạn này. Các bạn nhìn cái đường vai này, nó chạy dọc lên phía trên nhé và nó bó vào cái khoang cabin rất đẹp luôn, vừa khí động học vừa tạo nên cái thẩm mỹ rất đẹp. Đây là cái phần đuôi. Phần đuôi rất cá tính của chiếc Jaguar F-Style. Đó, vẫn là kiểu bầu bầu khỏe khoắn của F-Style truyền thống. Tuy nhiên đời mới đã được làm mới ở cái cụm đèn hậu. Cụm đèn hậu LED được thiết kế 3D cực đẹp luôn. Đó, thiết kế 3D cực đẹp các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy cái tinh thể LED ở bên trong nó tạo nên cái kiểu 3D rất ấn tượng, uốn lượn. Logo F-Style phía dưới này. Cánh lướt gió chỉnh điện này, đó nó có thể hạ xuống và nâng lên như thế này các bạn nhé. Có camera lùi đặt rất là gọn đây luôn, trộm chịu luôn này, cậy làm sao được. Đây, bên này có chữ P380, đây là phiên bản 3.0, công suất là 380 PS. Các bạn nhìn thấy cái đèn hậu đẹp không? Quá xuất sắc luôn. Ống xả kép đặt chính giữa luôn các bạn nhé. Họ nhìn rất ấn tượng, đặt chính giữa và cái đầu ra nó như hai cái loa này các bạn. Hai cái đầu ra trông như hai cái loa, tạo âm thanh rất khỏe khoắn cho chiếc F-Style này. Đó, ở đây mình sẽ mở cái phần cốp. Đó, cốp mở điện các bạn nhé.
cốp khá là rộng. Nếu như bỏ cái bánh dự phòng và một số cái chi tiết này đi thì chúng ta cũng có thể để được rất nhiều đồ ở đây. Có lẽ là không vừa được một bộ gốp, tuy nhiên cũng để được nhiều vali ở đây các bạn nhé, khá là nhiều vali ở đây và đồ dùng cá nhân cho những chuyến dã ngoại hai người. Thì cũng là đóng điện. Rồi chúng ta sẽ khám phá nội thất của xe nhé, tay nắm này. Đây các bạn, tay nắm nhé. Bình thường là nó sẽ ẩn như này. Đó, rồi nó sẽ bật ra để các bạn mở ra. Họ mở cửa ra rất là nghệ thuật luôn. Đây, cửa mở này. Bọc da màu đen, chỉ không màu đỏ thể thao các bạn nhá, chỉ không màu đỏ thể thao này. Ghế lái và ghế phụ đều chỉnh điện đa hướng và nhớ 3 vị trí. Hệ thống loa quen thuộc của Jaguar Land Rover, đó là loa Meridian. Đặt trong này các bạn nhá. Và khay để đồ ở đây. Logo Jaguar tại bậu cửa. Những thông tin về xe nó sẽ xuất hiện ở đây. Ghế lái. Còn đây là chúng ta sẽ có ghế ngồi. Wow, ghế ngồi trên Jaguar F-Side đời mới đã được thiết kế lại thì ấn tượng hơn rất nhiều các bạn ạ. Đây để mình ngả cái này ra cho các bạn nhìn rõ hơn cái phần cửa nhé. À, phần ghế này. Họ chỉ còn hai chỗ ngồi. Đó, khung ghế rất là đẹp luôn. Nếu phiên bản cao cấp sử dụng khung carbon nữa thì cực kỳ ấn tượng các bạn nhé. Trông ghế của F-Side bây giờ nó giống những ghế của những chiếc siêu xe chưa các bạn? Giống Ferrari hay Lamborghini chưa? Đó. Ở vị trí dưới này nó có một phần đệm này. Đó, phần trên thì làm khá là mỏng nhá. Đó, phần trên làm khá là mỏng. Phía dưới thì nó sẽ có một cái ốp nữa để đỡ này. Và đây các bạn này, thành ghế nhô cao, ôm sát lấy thân người này. Phía dưới cũng được nhô lên để ôm lấy cái đùi này. Và trên này thì có những cái đường may rất đẹp luôn các bạn nhá. Đó, những cái đường chỉ may rất tinh tế. Chỉ đỏ này, trên có logo Jaguar này. Dòng chữ Jaguar ốp tại trên cái kim loại này nhá các bạn nhá. Một khe hở này. Wow, rất êm các bạn. Đây mình sẽ ngả nó xuống để cho nó tương tự như ở bên kia. Bạn nhìn nào, ghế quá đẹp luôn. Xuất sắc, có cửa sổ trời này, cửa sổ trời toàn cảnh luôn. Đây mình sẽ vào bên trong. Đây là vô lăng của chiếc Jaguar. Vẫn có thiết kế quen thuộc thôi. Tích hợp khá nhiều phím chức năng, có lim này, có set cruise control này. Bên này có những cái tính năng rất là cơ bản để các bạn điều chỉnh cái màn hình phía sau. Đây mình sẽ bật cái hệ thống điện lên cho các bạn xem nhé. Đó, các bạn nhìn chưa? Và trên chiếc Jaguar F-Side mới này thì cái thiết kế khoang cabin nó vẫn tập trung hoàn toàn vào vị trí người lái luôn các bạn ạ. Lấy vị trí người lái làm trung tâm. Và các bạn nhìn bên ghế phụ nó gần như chẳng không có một cái gì luôn nhé. Không có một cái gì cho ghế phụ luôn này các bạn này. Nó tập trung hoàn toàn vào vị trí của người lái. Đó, với màn hình phía sau vô lăng điện tử 10,25 inch này. Màn hình giải trí 10,25 inch này. Nó tích hợp những cái tính năng tương tự như những chiếc Jaguar Land Rover khác như Land Rover Velar hay là Evoque hay là Land Rover Sport. Đó, tuy nhiên màn hình nó đặt ngang và nó nhỏ nhắn hơn một chút. Chiếc này thì thuộc phiên bản là R-Dynamic P7380, được trang bị ốp carbon rất là nhiều bên trong nội thất. Đặc biệt là cái vị trí này, mình rất thích cái thiết kế của cái cụm này các bạn nhá, nhìn rất ấn tượng luôn. Nó có một cái thanh tre ở đây chạy vuốt lên phía trên khoang cabin. Bên này thì nó cắt đi và bên này nó nhô lên. Đó, nó sẽ đây các bạn này, tập trung toàn bộ cho vị trí người lái. Cần số nhỏ gọn quen thuộc của Jaguar Land Rover, rất là quen rồi. Trên hiển thị PRND S cộng trừ VP thì ấn nút đơn giản đây thôi. Nút khởi động Start Top Energy đặt nổi bật ở đây. Phía dưới thì chúng ta có lẫy chuyển số này. À, quên xin lỗi các bạn nhé. Cái lẫy để chuyển chế độ lái này, có chế độ Ray này, chế độ chạy chiến tuyết này. Đó, đây là Ray này. Còn gạt lên này là về bình thường, gạt lên nữa là chạy chiến tuyết này. Đó, các bạn tắt đi ở đây. Có tắt chống trơn trượt này, có kích hoạt hệ thống ống xả thể thao này, có dừng tạm thời này, mở cánh gió này, phanh tay điện tử này. Đó, một cái khay nhỏ để chìa khóa này, cái núm để cái này là volume các bạn nhá. Đó, tăng hoặc giảm volume. Ốp carbon các bạn này, nhìn rất đẹp luôn. Da đen, chì đỏ, quá là thể thao. Những cái núm điều chỉnh điều hòa cũng được thiết kế tinh tế hơn rất nhiều so với đời cũ rồi các bạn nha. Và cái viền màu xanh nhìn rất đẹp. Có những cái phím bấm ở đây. Đó, các bạn nhìn phím bấm như những cái phím bấm đàn, phím đàn piano hay hoặc trên những chiếc phi cơ các bạn nhé. À, những chiếc chiến đấu cơ. Đó, nhìn rất đẹp luôn. Carbon nhìn đẹp quá các bạn ạ. Đây này, nhìn từ cái góc này các bạn yêu không? Quả xe này mà anh em mua về xong là đi phố check in thì thôi rồi luôn. Đồng hồ Richard Mille hay là Patek Philippe nữa thì tuyệt vời. Ở đây thì chúng ta có một cái hai khay để cốc.
Đây là chìa khóa của Jaguar F-Type, vẫn thiết kế quen thuộc của những chiếc Jaguar Land Rover. Phía dưới đây chúng ta có gì? Phía dưới đây thì có một cái khay để đồ, hai cổng sạc USB, một cổng sạc dạng 12V dạng tàu thuốc. Đó, không có sạc điện thoại không dây. Đây các bạn nhìn cái ghế ngồi thiết kế đẹp không? Wow. Chì đỏ, da đen, lại còn thêm những cái đường chỉ và những cái chi tiết gồ lên nhìn trông rất đẹp luôn. Nói chung là F-Type mới đã lột xác so với đời cũ rồi. Form thì vẫn tương tự, tuy nhiên nó đã được tinh chỉnh theo những cái gì mà khách hàng phản ánh đến thương hiệu này. Đó, chiếc này đang bán tại thị trường Việt Nam với giá hơn 7 tỷ đồng. Phiên bản 2.0 lít P300 PS thì nó được bán với giá hơn 5 tỷ đồng các bạn nhé. Đây sẽ là đối thủ của những chiếc Porsche 911 tại thị trường Việt Nam. Đó các bạn này, quan sát này, cái vị trí này quá đẹp luôn, quá xuất sắc luôn các bạn nhỉ. Mình cực kỳ thích cái góc này trên những chiếc ô tô, và trên những chiếc Jaguar thì nó tập trung toàn bộ vị trí, toàn bộ cái khoang cabin vào người lái. Những cái gì tinh túy nhất của trên xe thì nó sẽ tập trung về hướng người lái. Đây các bạn này, cầm này nhá, gật cần số xuống này, sau đó ấy này. Mình sẽ để nổ thử cho các bạn nghe nhá. Đây. Đây mình sẽ hạ kính xuống để các bạn nghe thử tiếng bô này. Đó, đây các bạn nghe thử. Đó các bạn nghe không? Mỗi khi mà nổ lên nó sẽ như kiểu mình đang nẹt bô ấy, mặc dù mình không đạp vào ga các bạn nhé. Mình thử kích hoạt ống xả thể thao này. Có lẽ phải nẹt thì nó với ấy tiếng, nhưng mà xin lỗi các bạn, này hôm nay là trong showroom thế nên mình sẽ không nẹt bô. Mình sẽ tắt cái đi để nó giảm tiếng ồn bên trong showroom các bạn ạ. Mình đang bên trong với không gian kín mà, mình không nên nẹt bô hay là tạo ra khí thải mọi người khó chịu. Đó. Thôi, có lẽ là mình sẽ kết thúc cái video giới thiệu nhanh về chiếc Jaguar F-Type phiên bản PS. Có lẽ mình sẽ kết thúc cái video giới thiệu nhanh về chiếc Jaguar F-Type phiên bản P380 các bạn nhé, đang được bán tại thị trường Việt Nam với giá bán là hơn 7 tỷ đồng, cạnh tranh trực tiếp với những chiếc Porsche 911 tại thị trường Việt Nam. Đó, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video mới nhất về siêu xe và xe sang các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.